chúng tôi luôn mang nơi thân mình thương phó của Đức Giêsu. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình thành, để chứng tỏ quyền năng phi thường các xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư về, nhưng không bị dè mẹt, hoang mang, nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình một thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác và chết của chúng tôi. Thế nhưng sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em. Vì có được cùng một lòng tin như đã chết, tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và là chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người dâng lên Thiên Chúa muôn lời cảm tạ để tôn vinh người. Đó là lời Chúa. Và Thưa xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi
các ngươi không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén này sắp uống không? Họ đáp: thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo: chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các môn đệ và nói: anh em biết thủ lệnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người khác phục vụ, nhưng là để phục vụ và là hiến dân mạng sống làm giá trị muôn người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Các ông không biết các ngươi xin gì, các ngươi có uống nổi chén này uống không? Chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay cùng với giáo hội chúng ta mừng kỷ thánh Giacôbê, mà người ta gọi là Giacôbê tiên. Giacôbê là con của ông Giê-bê-đê và bà Sa-lô-mê như tin mừng thường thuật lại. Và hai ông đã được Chúa gọi sau khi mà Chúa gọi Phê-rô và A-chê, thì hai ông cũng được liệt vào trong những cái nhóm môn đệ, nhóm tông đồ thân tín của Chúa Giê-xu, được Chúa Giê-xu chọn lựa từ bắt đầu từ nghề nghiệp của các ông. Tin mừng của thánh Ma-thêu và thánh Ma-cô thuật lại chuyện Chúa Giê-xu sau khi đã kêu gọi Phê-rô và A-chê thì đi xa hơn một chút, thấy hai anh em con ông Giê-bê-đê đang ngồi trên biển chặt lưới và lưới với cha mẹ, thì Chúa Giê-xu gọi: hãy theo thầy. Và một điều tin mừng tường thuật là các ông lập tức bỏ mọi sự, cả cha, cả thuyền chạy, cả lưới, cả nghề nghiệp, tất cả để bước theo Chúa. Đó là việc chọn lựa để bước theo Ngài. Thế nhưng mà ở trong cuộc đời, hai thánh Giacôbê và Gioan là em của ông Gioan tin mừng thứ tư, còn thánh Giacôbê hầu là chúng ta biết để phân biệt tiền với hầu, thì thánh Giacôbê tiền là thánh Giacôbê này và những ngày hôm nay chúng ta mừng kính, còn thánh Giacôbê hầu là giám mục của Jerusalem và là tác giả của bức thư của thánh Giacôbê tông đồ trong kinh thánh, để chúng ta phân biệt. Và ngày mừng kính ngày 3 tháng 5 cùng với thánh Philippe, thánh Giacôbê và thánh Philippe. Cuộc đời của vị thánh này, thánh Giacôbê tiền, cũng có nhiều cái gọi là gần gũi và thân tín với Chúa, được có thể nói được cùng với nhóm bốn người này, Chúa Giêsu đã đưa đi khắp nơi, đi đây đi đó để gặp gỡ người này, để được chứng kiến những phép lạ, để có thể thấy được những dấu chỉ từ niềm tin, dấu chỉ từ Thiên Chúa. Thánh Giacôbê, người ta tương truyền rằng theo lịch sử thì vào khoảng năm 42, Hê-rô-đê tức là cháu của vua Hê-rô-đê cả, người đã tìm giết con trẻ Giê-xu trước đây, đã tìm cách để bắt bớ một số người thân tín với các tông đồ và các tông đồ, và trong đó thì có thánh Giacôbê. Thánh Giacôbê mà chúng ta mừng kính hôm nay, và ngài đã bị sa thải, bị y tế vào trong cái năm 42 đó, theo như sách Công vụ tông đồ chương 72 thuật lại. Vua Hê-rô-đê đã tìm cách bắt bớ những người ở trong giáo hội, và
bắt luôn cả ông Giacôbê, rồi sau đó tìm cách bắt luôn cả Phêrô. Và ông đã từ đàm, ông đã chấp nhận từ đàm, nhưng trong lời nguyện ở tổng đề chúng ta nghe là Vinh Chư, là người Vinh Chư được trở thành người tốc độ đầu tiên đổ máu đạo để hy sinh, để làm chứng cho Chúa như một hạt giống để nảy sinh đức tin của người Kitô hữu. Tuy nhiên, nhìn về cái khía cạnh được chọn lựa, được kêu gọi về phía Chúa là vậy, nhưng về phía con người thì có lẽ người ta cũng đưa ra một vài chi tiết về thầy Giacôbê, một con người áo thầy. Khi mà đi sang Samari thì những người Samari đã tiếp đón Chúa, cho nên Giacôbê này đã xin Chúa cho lửa từ trời xuống để cứu đốt. Nóng này có lẽ con của sống chết, con của thiên đôi là vậy. Được mệnh danh là con của sống chết, con của thiên đôi. Cho nên với cái tính nóng này, ngày bé nhưng mà rất nóng này. Rồi ngày hôm nay ở trong bài kinh Phật, chúng ta cũng thấy về một cái cá tính và có thể nói là cái tật sống của con người ngay cả ở nơi các tông đồ, các môn đệ. Qua việc xin có bà mẹ, đầy nhựa bà mẹ để đưa đến xin Giêsu chuyện này chuyện khác, một cái chuyện rất là khó. Xin Thầy cho con của tôi một đứa một bé thơ, một đứa một bé thành. Ước vọng của các bà mẹ, tham vọng của các bà mẹ cho muốn cho con mình được làm thế này, được chuyện này chuyện khác. Nhưng Giêsu khẳng định, các ngươi không biết, các ngươi xin gì? Các ngươi có uống nổi chén này uống không? Chén đó chính là việc phải chấp nhận bước theo Chúa thì phải chấp nhận hy sinh, và bước theo con đường thập giá đến rồi phải chấp nhận chết và đi thập giá. Họ không hiểu được trong lúc này, họ đầu óc họ vẫn có một cái suy nghĩ hướng về cái danh cái phẩm ở trong cuộc đời, muốn làm lớn. Chúa Giêsu khẳng định, ai muốn làm lớn trong anh em thì phải là người nhỏ nhất trong anh em. Là môn đệ, là tông đồ của Chúa, nhưng ngay từ đầu các tông đồ của Chúa vẫn có những cái gọi là tham quyền cố vị và có những sự ghen tị ở trong đó. Sau khi mà hai môn đệ được Chúa trả lời như vậy thì mười môn đệ kia tin mừng ngày hôm nay toàn đại, mười môn đệ kia tức tung hai điều đó. Ghen tị vẫn là những người tham quyền cố vị, thế nhưng mà khi Chúa lại dùng, Chúa đã chọn lựa và Chúa đã hướng dẫn thầy đồ thì các ngài đã sẵn sàng để bước theo và lập trình cho Chúa. Giacôbê ngày hôm nay là một ví dụ, là người đầu tiên đổ máu đạo để minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho lời của Chúa và minh chứng cho ơn gọi trở thành người tông đồ. Ngày hôm nay qua lễ thánh Giacôbê tông đồ, trước hết chúng ta cầu nguyện cho những người nhận thánh Giacôbê là phụ mang, cho họ biết đón nhận cái lịch sử, đón nhận cái cuộc sống của vị thánh nhân này, đón nhận để rồi nhằm làm cho danh Chúa được tỏa sáng, nhằm các vị Chúa xin cho họ có biết đời sống của mình để làm chứng, để làm chứng nhân cho Chúa ở giữa.